Xin chào các bạn đang xem kênh youtube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Mỹ kêu gọi Israel giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Gaza vào cuối năm. Mỹ ép Israel đổi chiến lược ở dài Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới Ramallah gặp Tổng thống Palestine Abbas. EU đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ mong muốn Israel chấm dứt chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn ở Gaza vào cuối năm nay, đồng thời phải hành động thận trọng hơn để giảm thương vong cho dân thường. Một số quan chức cấp cao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Biden muốn Israel giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Gaza và chuyển dần sang một giai đoạn tập trung hơn trong cuộc xung đột với Hamas vào cuối năm nay. Theo giới chức Mỹ, giai đoạn này sẽ bao gồm việc sử dụng các nhóm nhỏ lực lượng tinh nhuệ Israel để di chuyển giữa các trung tâm dân cư ở Gaza tiến hành các nhiệm vụ chính xác nhằm truy tìm và tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas, giải cứu các con tin và phá hủy các đường hầm của Hamas. Trong các cuộc gặp với giới chức Israel ở thủ đô Tel Aviv ngày 14 tháng 12, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến sẽ thảo luận một lịch trình cho việc Israel chuyển sang các chiến dịch quy mô nhỏ hơn ở Gaza với sự ủng hộ của Mỹ. Mỹ đưa ra lời kêu gọi Israel thay đổi chiến thuật ở Gaza sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Joaf Gallant ngày 14 tháng 12 tuyên bố rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ kéo dài nhiều tháng thể hiện quyết tâm của Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng nhấn mạnh rằng tiêu diệt Hamas là điều quan trọng đối với an ninh của Israel và điều này không dễ dàng vì Hamas đã xây dựng nhiều cơ sở dưới lòng đất ở Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày khẳng định Israel sẽ theo đuổi cuộc chiến với Hamas cho tới khi phong trào này bị tiêu diệt. Israel ngày càng gặp áp lực lớn hơn khi bị chỉ trích vì vấn đề nhân đạo. Đặc biệt, ngay cả đồng minh Mỹ dường như cũng không thể im lặng trước Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden gây sức ép, nhắc nhở Israel khi nước này đã dấn sâu vào việc thả bom vô tội vạ ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Cố vấn An ninh Quốc gia Lex Sullivan vừa trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thu hẹp quy mô tấn công giải Gaza, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết việc Mỹ gây áp lực lên Israel phải thay đổi chiến lược là động thái mới nhất trong nỗ lực suốt nhiều tuần qua của Washington để bảo vệ 2,3 triệu dân Palestine ở giải Gaza, trong bối cảnh dư luận quốc tế hầu như quay lưng với Mỹ và đồng minh Trung Đông. Theo số liệu của Cơ quan Y tế giải Gaza, gần 19.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công trả đũa của Israel từ ngày 7 tháng 10. Ông Sullivan nói với kênh truyền hình Channel 12 của Israel rằng, ông đã phải có những cuộc trao đổi mang tính xây dựng với ông Netanyahu về việc Israel phải chuyển sang tấn công chính xác và tập trung vào mục tiêu hơn. Ngày 14 tháng 12, báo New York Times đưa tin Mỹ đang thúc đẩy một sự thay đổi ở giải Gaza vào cuối năm nay. Khi được hỏi về khung thời gian đó, ông Biden trả lời, tôi muốn họ tập trung vào việc bảo vệ tính mạng dân thường, không phải dừng truy lùng Hamas mà phải cẩn thận hơn. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 14 tháng 12, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói rằng, khả năng Israel chuyển đổi sang hoạt động cường độ thấp hơn trong tương lai gần, nhưng ông không nêu thời gian cụ thể. Sự thay đổi này có thể bao gồm chuyển trọng tâm từ hoạt động đánh phá cường độ cao sang cường độ thấp hơn, tập trung vào mục tiêu hơn dựa trên thông tin tình báo chính xác và tấn công kiểu phẫu thuật, một quan chức Mỹ nói với báo chí. Quan chức này cho biết sự thay đổi như vậy sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn. Ông cho biết Mỹ vẫn đang thảo luận với Israel, chính quyền Palestine và các nước khác trong khu vực về cách quản lý giải Gaza trong tương lai. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ tới thành phố Ramallah của Palestine để thảo luận với Tổng thống Mahmoud Abbas để tìm ra giải pháp cho cuộc chiến tại giải Gaza. Nguồn tin của Reuters cho biết, hai bên sẽ thảo luận về những nỗ lực liên tục nhằm cải tổ và hồi sinh chính quyền Palestine và buộc những người định cư cực đoan phải chịu trách nhiệm về bạo lực chống lại người Palestine. Ông Jack Sullivan cho biết, việc quản lý bờ Tây và giải Gaza cần được kết nối dưới sự quản lý của chính quyền Palestine được cấu trúc lại. Trong chuyến thăm tới Israel trước đó, ông Jack Sullivan đã nói chuyện với Thủ tướng nước này, ông Benjamin Netanyahu, về việc Israel cần chuyển từ các hoạt động quân sự cường độ cao ở Gaza sang một giai đoạn chính xác và có mục tiêu hơn. Ông Sullivan từ chối cung cấp thông tin chi tiết hoặc mốc thời gian, nhưng khẳng định cuộc trò chuyện là mang tính xây dựng và cho biết có mức độ hội tụ rộng rãi về các mục tiêu chiến lược và các bước thực hiện. Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ trong khu vực cũng tập trung vào việc nối lại việc tạm dừng nhân đạo trong giao tranh để cho phép thả thêm con tin bị giữ ở Gaza. Khoảng 6 giờ chiều ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã gây bất ngờ khi công bố quyết định của nhóm 27 về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu EU với Ukraine. Đây là một quyết định quan trọng trong lịch sử của Liên minh châu Âu thời gian gần đây. Trên tài khoản X của mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh đây là một tín hiệu tích cực và là niềm hy vọng cho người dân Ukraine cũng như người dân châu Âu. Đây là một thời điểm lịch sử, và nó cho thấy uy tín của Liên minh châu Âu, sức mạnh của Liên minh châu Âu. Chúng tôi đã quyết định mở ra cuộc đàm phán với Ukraine và với Moldova. Chúng tôi đang cấp quy chế cho Georgia và với Bosnia-Herzegovina. Chúng tôi dự định sẽ mở các cuộc đàm phán và một báo cáo sẽ được đưa ra vào tháng 3. Và dựa vào đó, chúng tôi sẽ quyết định. Điều này thực sự quan trọng. Chúng tôi muốn hỗ trợ Ukraine. Ngay sau khi quyết định được công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng đây là một chiến thắng cho Ukraine cũng như cho toàn châu Âu. Đồng thời, ông Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để gửi lời cảm ơn đến người đồng cấp về sự ủng hộ của nước Pháp dành cho Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Pháp cho rằng đây là một quyết định hợp lý, cân bằng và cần thiết đối với nguyện vọng của người dân Ukraine. Đối với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Quyết định của Liên minh châu Âu mở ra các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine thể hiện một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ và đưa ra quan điểm cho đất nước này. Mặc dù đây là một quyết định quan trọng của khối 27 nhưng tất cả chỉ mới là bước khởi đầu. Việc xác định các khuôn khổ đàm phán cũng như việc triệu tập hội nghị liên chính phủ cần thiết có lẽ sẽ cần nhiều thời gian và chỉ diễn ra vào trung tuần năm 2024. Và điều này một lần nữa sẽ đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu nhất trí của nhóm 27. Trong mọi trường hợp, việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ mất nhiều thời gian, ngay cả đối với Croatia, quốc gia có tình hình ít phức tạp hơn Ukraine, quá trình này cũng kéo dài 10 năm. Thủ tướng Ireland Leo Varadkar nhấn mạnh, việc này sẽ không thể xong trong một đêm mà có thể sẽ kéo dài trong vài năm tới. Cũng trong ngày 14 tháng 12, Liên minh châu Âu đã phê chuẩn gói trừng phạt mới đối với Nga, trong đó bao gồm lệnh cấm nhập khẩu kim cương của Nga vào Liên minh châu Âu. Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh vượt âm Kizor tập kích mục tiêu và Kiev đã đánh chặn thành công vũ khí mà Moscow tuyên bố là bất khả chiến bại này. Lực lượng phòng không Ukraine chặn tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinzo của Nga trên bầu trời Kiev vào chiều 14 tháng 12 theo giờ địa phương. Tư lệnh không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Olechak chia sẻ thông tin này trên ứng dụng Telegram. Không bình luận thêm, Trung tướng Olechak khẳng định. Không quân Ukraine sau đó cho biết Nga phóng nhiều tên lửa Kinzo vào khoảng 14 giờ 15 phút theo giờ Kiev. Không quân Ukraine khẳng định tiêm kích MiG-31K của Nga phóng tổng cộng 3 quả tên lửa Kh-47M2 Kinzhal nhắm vào Kiev và Staokoptian Nitip, một quả bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ trên bầu trời Kiev. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat cho biết vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal vốn hiếm khi được Nga sử dụng, diễn ra trong lúc Tổng thống Nga trả lời họp báo Marathon. Theo trang Euromaidan Press, Staokotian là nơi đặt căn cứ chiến lược của không quân Ukraine. Chiến đấu cơ Su-24 của Ukraine được trang bị tên lửa Storm Shadow, được cho là đóng quân tại sân bay này. Storm Shadow cho phép máy bay phản lực Ukraine tấn công mục tiêu từ khoảng cách vài trăm km. Nhưng tên lửa này rất khó chịu với đối phương. Các cuộc tấn công chính xác thường biến nhà kho, căn cứ và kho vũ khí cách tiền tuyến hơn 80 km thành những đống sắt vụn, cựu phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Một tướng Nga cho biết, quân đội Moscow đang chuẩn bị một chiến dịch không kích chiến lược quy mô lớn nhằm phá hủy các mục tiêu của Ukraine. Theo Trung tướng Andrei Gurulev, thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại lực lượng Ukraine kết hợp với cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Tướng Gurulev nói hôm 13 tháng 12 rằng, để tiến quân thành công, các lực lượng Nga sẽ cần phải có lợi thế 5 đấu 1 hoặc ít nhất là 3 đấu 1 về nhân lực so với lực lượng phòng vệ Ukraine. Tướng Nga cho biết, các khu vực mà lực lượng Nga dự kiến chọc thủng phòng tuyến của Ukraine đã được quy định các khu vực đột phá đã được xác định trong các tài liệu chỉ huy. Các chỉ huy của chúng tôi biết rõ điều này và hiểu cách triển khai. Chúng tôi chắc chắn sẽ không công bố bất cứ điều gì, không ai cần biết nó sẽ như thế nào. Khi thời điểm đến, chúng ta sẽ thấy mọi thứ, ông Gurulev cho biết. Đồng thời, quân đội Nga đang chuẩn bị một chiến dịch không kích chiến lược quy mô lớn nhằm mục đích chế áp hoàn toàn các hệ thống phòng không của Ukraine dành ưu thế trên không, cô lập các khu vực chiến đấu và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng trên quy mô lớn với sự sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế và các lĩnh vực quan trọng của Ukraine, nghị sĩ Nga nói. Theo tướng Gululev, các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Ukraine trong những tháng gần đây chủ yếu được thực hiện bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Nga không dừng lại mà vẫn tăng cường sản xuất tên lửa. Vào cuối tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Kiev sẽ chuyển từ thế trận tấn công sang xây dựng công sự. Ông thừa nhận Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào đầu tháng 6 nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của Nga tới Crimea đã kết thúc mà không đạt được kết quả. CEO của công ty quân sự công nghiệp KMZ nói với Sputnik rằng xuồng không người lái đầu tiên của Nga đã được sản xuất và đưa vào thử nghiệm trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều phương tiện không người lái khác nhau. Xuồng không người lái đầu tiên đã được phát triển vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga. Nó sẽ được đưa tới khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt để thử nghiệm. Ông Mikhail Danilenko cho hay. Ông Danilenko xác nhận, vào cuối năm nay, 10 phương tiện như vậy sẽ được sản xuất và thử nghiệm. Trước đó, ông cho biết, xuồng không người lái đầu tiên của Nga sẽ có tốc độ lên tới 80 km h tải trọng 600 kg, tầm hoạt động 200 km. Việc Nga phát triển và thử nghiệm vũ khí trên diễn ra giữa bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng xuồng tự sát tấn công các chiến hạm giá trị của Nga trong khu vực Biển Đen. Hiệu quả tập kích của xuồng tự sát khiến nó được coi là vũ khí có thể làm thay đổi cục diện chiến sự trên biển. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, chính quyền Kiev ngày càng gặp khó khăn nhưng Ukraine biết rõ mọi thứ có thể được giải quyết như thế nào. Rõ ràng, tình hình đang thay đổi và những thay đổi này không có lợi cho chính quyền Kiev. Họ hiểu rõ nên làm gì. Họ cũng nhận thức rõ những mối lo ngại của chúng tôi và làn danh đỏ họ đã vượt qua. Vì thế, họ biết những điều cần thực hiện là gì, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay. Ông cũng nhận định, Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục lặp lại câu thần chú về việc ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể. Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, hiện nay Ukraine gần như không sản xuất được gì và mọi thứ đều đến từ phương Tây, nhưng điều đó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó. Tổng thống Nga bắt đầu cuộc họp báo thường niên cuối năm với câu hỏi về Ukraine. Ông khẳng định các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn giữ nguyên và sẽ không có hòa bình ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đó. Mục tiêu phi quân sự hóa và duy trì vị thế trung lập ở Ukraine vẫn đang được tiến hành, nhà lãnh đạo Nga nói. Về vấn đề phi quân sự hóa, người Ukraine không muốn đi đến một thỏa thuận thì chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự. Ông Putin cho hay, đồng thời yêu cầu Ukraine giữ thái độ trung lập và không tham gia liên minh NATO. Sẽ có hòa bình khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, hiện nay Ukraine gần như không sản xuất được gì và mọi thứ đều đến từ phương Tây, nhưng điều đó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó. Ông nói, phương Tây đã cung cấp mọi thứ mà họ cam kết cho Ukraine, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng Nga đang phá hủy các thiết bị quân sự này trong chiến dịch quân sự của mình. Ông Putin nói thêm rằng, lực lượng Nga đã phá hủy 747 xe tăng và 2.300 xe bọc thép kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công vào mùa hè. Tổng thống Nga cũng cho biết, hiện nay có khoảng 244.000 lính nhập ngũ đang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ không có đợt động viên lần thứ hai. Ông Putin khẳng định, nhiệm vụ chính lần này là củng cố chủ quyền của nước Nga, an ninh biên giới, đảm bảo quyền và sự tự do cho người dân, chủ quyền công nghệ, kinh tế và tài chính cho tương lai của mỗi quốc gia, trong đó có Nga. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.